À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Totan Hoa Tuyên Qua và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của linh hồn biển cả. Ở tập trước các bạn cũng thấy rồi, mình đã bắt đầu bị gần như cả xung quanh, còn bây giờ còn mỗi phương Bắc là nó chưa chiến tranh với mình đâu, bởi vì là bọn này nó còn bận đánh nhau này, Norska với thằng Empire đánh nhau này. Nhưng mà hai cái thằng đấy nó cũng là lá chắn cho mình khỏi nguy cơ bị thằng 2F này nó đánh này. Đấy, thằng 2F này rất là mạnh, nó kiểm soát được hầu hết khu vực này rồi. Đây là nguy hiểm quá. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực Nam Mỹ này. Bởi vì là khu vực Nam Mỹ này mấy cái thằng ọc ở đây nó làm mấy thằng chuột ở đây nó làm loạn quá. Mình sẽ dẹp luôn cái thằng chuột đi. Đấy, kế hoạch của mình là như vậy. Nhưng mà để làm được việc đó thì chắc mình sẽ phải gọi thêm các tướng huyền thoại khác. Nhưng mà bây giờ thì mình không cần đúng. Đây không có cái gì để đào à. Ôi, đào xong phát là mất lượt đi à? Ồ. Nó nốt cái này lên đầy cuối đây. Ổn rồi. Hoa qua lượt đã nhỉ? Bây giờ thì cái điểm này của mình vẫn đang, cái thằng ngay bên dưới của mình nó chỉ kém mình có một tí điểm thôi, chưa thấy chiến tranh xảy ra. Xây dựng công trình Silo Bacolori này là cái công trình gì? Chưa mở được. Hãy tìm ở đây mà sao mình tìm mà có thấy đâu. Captain on deck. Đúng rồi, đây mà. I'll lash the stragglers en route. 10,000 lashes. Sau mới cắm trại tiếp rồi. Kỷ gió thật nhỉ. Thôi được rồi, kệ nó. Con lừa đã. Mohun. Admiral of the fleet. Mà con Mohun thì sao nó? Hình như nó phải vào quân đoàn nó mới kháng sát, thấy chỉ số kháng sát thương vật lý chứ nhỉ? You are nothing to the tides. Nó không có cái chỗ nào để trở thành chi hầu à? The performance will start. Hòa bình với nó tạm được, để mình xử lý gọn mấy thằng này. Bắt lần. Như vậy là bọn cướp biển này nó không có khả năng bắt thằng chư hầu các cái quân này được à? Như vậy thì mình sẽ chiếm các cái vùng đất này đấy. Và có thể là bây giờ thì mình nghĩ là mình không cần phải đi xây các cái công trình này mà mình chiếm luôn cũng được, để mở rộng lãnh thổ ra, kiểm soát toàn bộ cái khu vực phía nam châu Phi này được. Sau đó thì mình sẽ tiến lên phương Bắc. Mình có một cái thằng đồng minh là thằng Norska ở phương Bắc này rồi, thì mình sẽ ai ở để cùng nó kiểm soát tiếp các cái tỉnh phía trên. Có cái thằng nào nó đuổi mình sát thế nhỉ? Không có cơ hội cho mày nữa đâu. Yes. Mà bây giờ anh sẽ khử mày luôn. Bỏ mấy người thì mình sẽ chiến liên tỉnh này. Chúng ta được một cái món đồ à? Chiếm được nhiều thứ hơn đấy.
toàn quân lên cấp. Con bụng béo này à. À cái này tăng đam cho Queen Bet này. Cái bọn này là bọn gì? Dick, Dopper, Jagabonnet, Dick, Dick, Dopper, Siren á. Siren có phải con ma nhỉ? Đúng rồi. Có thể mình học hỗ trợ cho con Siren cũng được. Cái này cho nguyên khẩu pháo không? Đây. Cái này tăng vừa tăng đam, tăng Chagabonus cho cả bọn rồng. Đam cho rồng. Deck Dropper là con gì mình chưa biết. Thôi kệ, tăng đam cho mấy con này. Úi dồi ôi. Kỵ sĩ này hầu như không thể chết được. Nó gần như bất tử. Romfeld favors this one. Seen this one. Cái quân đoàn của con mụ béo này thì toàn là các chiến binh hồn ma thôi. Nên là được rồi, bây giờ mình sẽ xây dựng cái vùng này đây. Vùng này thì vào đây có được cái mẹ gì đâu. Thôi kệ nó vậy. Nóng chuột ghê nhỉ. Con chuột đánh bom này thích chết à. Nghiên cứu xong cái công nghệ này để nó có tướng cấp 5 luôn thì mình sẽ nghiên cứu thằng nào bây giờ nhỉ? Một trong những thằng này, thằng nào mạnh với súng nhỉ? Đây, cộng 10% Ranger cho tất cả các đơn vị quân. Cái này thì cộng khá sát thương vật lý. Lord Army Ranger cộng 10. Thằng này tăng khá sát thương vật lý này. Thằng này cũng giáp. You are nothing to the tides, so why? Hòa bình, nó mất vùng đất cuối cùng. Bây giờ chờ mất cũng chưa thấy cái bọn quân mà nó tuyên chiến với mình đến đâu nhỉ. Cái bọn mà nó sẽ đến để nó thử thách mình ấy là cái bọn khi hoàn thành nhiệm vụ đấy thì chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi. Hoàn thành nhiệm vụ đấy chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Ma cà rồng bây giờ nó tách ra thêm một phe nữa, đó là của cái thằng phù thủy. Cái thằng này nó triệu hồi được một cái linh hồn Karel. Cái thằng này rất mạnh. Thằng này nó chuyên để chém tướng. Almighty Lord, the fates have surely selected you for greatness. Thanks to my guidance, your tremendous power grows as if driven by some divine power. Your the foul scent of vermin permeates this place, my lord. Corruption, cái tính chuột à. 14 thành. I need an audience.
Anh như này cộng vào đây đã để bất tử. Bắn ma cả rồi. Mày đồng minh với thằng chuột à? Đồng minh với thằng chuột à? Chết luôn. Cái gì? Jet Slip. Bắc Sơn này bị hủy diệt luôn sao nhỉ? Chuột à? Chuột này thích chết à? Thằng này cũng lên cấp 20 để học ở đây. Cho nó bất tử đã. Tốt rồi, có hai thằng bất tử rồi. Join me. Share it. Am I not mad? Đánh với bọn đông quân này thì phải đánh tay, không chết. Có một khẩu pháo à? Pháo của bọn này làm sao mà ăn bằng Queen Bat của mình được? Queen Bat của mình bắn cho to đầu luôn. Ôi, lại có một cái dẻo đất ở chỗ này là tuyệt vời rồi. Đặt khẩu Queen Bat ở chỗ này là đẹp. Queen Bat và hai cái thanh niên bắn súng thần công ở đấy nữa nè. Tao. Đối với các đội quân hồn ma kia thì nó có đặc điểm là nó tự hồi máu các bạn khi nó tấn công vật lý. Đấy, chỉ có mỗi mấy con cua và ốc là không có tính năng đấy thôi, kể cả con rồng nó cũng tự hồi máu được. Nhưng mà trận này nó lắm hero ghê nhỉ. Khử chết mấy thằng hero này. À, lính của nó cũng xịn đấy. Anti-luck đấy, toàn anti-luck. Trận này là phải cẩn thận. Luck cho pháo lã cho lát bét ra là hết cả luck với lơ. Gặp phải khẩu Queen Bat của mình cho lã cho thì... Đâu à? Đây à? À hay quá cơ. Rồi. Hai thanh niên đẹp trai đứng ở đây. Mình vừa mới học công nghệ ở cái skill biểu tướng nó tăng đam cho bọn hồn ma nữa. Đứng ở đây đã để bảo vệ mà. Nó gọi chuột ra đằng sau lưng. Cua vỏ ốc này. Trên lưng mấy con cua vỏ ốc này còn phải có mấy cái thằng bắn tên sao? Con cua vỏ ốc này thì à bắn súng nó cũng giống như kiểu bọn voi ở trong World 2, trên lưng nó có mấy thằng bắn tên. Ở đây thì nó là bắn, ở đây thì nó không bắn tên mà nó bắn rồi. Anh em hãy nhìn bắn sụp. Con mũi béo này nó có cái skill gì tăng à? Pháo nó bắn cũng dữ nhỉ. Rồi ta sẽ tăng chính xác cho Bet à. Vào trời ơi, Bet còn được cộng chính xác nữa thì nó mồm rồi. Cái đuổi lát Bet luôn, lát luôn một pháo của nó à. Queen Bat bắn vào bộ binh của nó này. Úi dồi ôi, bắn chuẩn lắm, tăng chính xác cho Queen Bat này. Tuyệt vời, à reload này. Mày gọi mấy con chuột ra. Mày cứ chơi cái trò gọi mấy con chuột ra. Ok rồi. Chạy rồi. Mấy con chuột cống gọi lên lên, gọi lên để phá pháo vào nhỉ. Gọi con chuột lên đây tiếp à? Ôi trời ơi, gọi ở đâu không gọi, gọi cái chỗ hồn ma thì mày chết đi. Kretonia. Fire on your mark.
béo này chưa cần dùng. Lên đây, có vòng đường này à? Vòng đường này gặp cua và ốc. Fire pool. Lên đây. Lên đây. Ai già, đội trượt mạnh nhất rồi. Cho chúng nó nếm đòn lên nhé. Đi dữ. Đâu nhỉ, cái trưởng bắn con thuyền. Nó bắn rồi. Lại gọi chuột lên để phá pháo anh ấy. Mày chết à, mày chết à, mày chết à, mày chuột cống này lên, mày chết à, chuột cống này lên. Rồi 4 mana rồi, bắn tiếp. Dù sẵn biển tràn nào mà phải gọi cua vào ốc ở đây. Chạm đúng hero của nó lại. Tướng của nó vào tận đây được à? Liệu nhỉ? Kỵ sĩ Bretonia rồi, diệt này. Ái chà, mấy bác cơ vào ốc này bị đánh mất hết. Con thường ngay rồi, tướng cơ vào ốc này, trong cơ vào ốc này. Vâng nó nhắm vàng nhắm vàng với đứa thằng tào lao này mà dọa được anh. Nó có khổ phá kia đâu, bắn khẩu lên nhanh. Rồi tiếp tục gọi mấy con cua vào ốc lên nữa. Mày chết đâu. Úi dồi. Rồi nó chết rồi. Cua vào ốc này mất máu ác kìa. Không bằng một hồn ma luôn. Hồn ma nó bất tử. Úi dồi. Mấy con cua vào ốc còn mất máu nhá, nhưng mà mấy con hồn ma kia mặc dù nó chỉ là lính thôi nhá, chứ nó không phải là gan hoặc là monster đâu, nhưng mà nó đánh còn chất lử. Khẩu pháo của mình lúc nào cũng dã chết nhiều nhất, sợ thật. Mấy con cua vào ốc kia bị thương, còn đám ma này nó có bị thương đâu. Bretonia cũng thế. Chúng ta giành chiến thắng, chúng ta lại tăng lại thêm một chút cái uy danh này. Madam, I lost a dear fan. Mũ béo này. Vào đây. Học cái gì để nó tăng cái... Đây rồi. Cái này nó sẽ tăng tiền từ cướp bóc loot và tỷ lệ kiếm được đồ xịn này. Vừa nhặt được mấy món đồ mà cho mấy thằng yêu quái này đeo vào.
Đấy. Đây rồi. Chả có đồ chơi gì mấy nhỉ. Dám ma cái con chuột này, dám láo với anh. Master. Chưa thấy chúng nó đến. Chưa thấy cái thằng người phán xử đến. Chả có nhẹ. Chả có lẽ ở cái thằng đắt ép của nó ở đâu đông thế nhỉ. Bây giờ mà mình tấn công hướng biển trước thì mình sẽ lo bảo vệ không vất. Đất liền thì này, không chống đỡ được với cái bọn đổ bộ. Thế nào cũng khó. Đây rồi, cướp biển vùng Caribe đây rồi. Ngày phán quyết đã đến này. Đội quân của ngày phán quyết đã đến này. Ai ôi, mạnh thế. The goddess forbids it. Admiral of the fleet. The fleet master has spoken. Serve for eternity. Prepare my coffin. Đây cái tường rào lên cho nó chắc cờ. Thêm một con nữa. Intelligent. Gunnery White. More grace, more crew. Cho nó vào con đoàn này. Con này nó mạnh hơn gì. Tăng chính xác cho đồng minh. Armor Fetching và Dam. Cái skill này còn skill hỗ trợ cho quân đội không? Cho quân đoàn không? Cũng ổn đấy, cưỡi được con cua vào ốc nữa này. Đàn cũng to nhỉ. Không lẽ lại thay nó, thay thì biết thay thằng nào. Không được, cưỡi cua vào ốc bắn. Yes. Next time. Fly the flag. Vấn đề là sao làm thế nào để chuyển được Queen Beth bây giờ? Thế là mình kích hoạt Queen Beth rồi mà không chuyển được. Silostra. Chưa hiểu cái khái niệm đấy để làm thế nào chuyển được Queen Beth. Rồi mấy con chuột nó đi, bắt đầu nó đi phá mấy con hero mình ạ. Làm được cái nhiệm vụ này là mình sẽ gọi lên thằng hero mới. Sẽ nâng cấp để có
Ôi, nó vừa chơi chết mất thằng hero 2 level 20 của mình à? Nhưng mà sau cấp 20 thì không sợ. Nó chỉ mất mất một vài lượt. À, con tàu ma cái đâu chưa thấy nó bò lên đây. Làm cái nhiệm vụ phán quyết này đã xong rồi để còn đi mở mang bờ cõi. Đi mất một em hero mình rồi. Like moi. Siren of the storm. Bọn này nó làm trò gì mà nó mò mò lên nhỉ? Cộng lên. Bọn này phán quyết này nó làm trò gì nhỉ? Đi qua đây cũng đánh hay chứ. Public order, Town Life City, chuyển thành. Ok. Quái thật. Captain, on deck. Đào mẹ rồi, có thấy cái gì đâu. Off deck, move. Hết rồi mà chả thấy có cái gì. Thật ra mấy thằng hero cứ cho vào quân đoàn cũng hay. Population surplus. Rất nhiều cướp biển mà chưa thấy đến gây sự với mình nhỉ. Chán bờ đây sao nào. Nó không dám tấn công với cái thành của mình. Rồi để cho họ trượt nó chiếm lại này. Được. Lo phòng thủ phía trên này. Giải quyết cái nhiệm vụ phán quyết đó. Set. Phá hoại nhà của anh. Madam, I lost the dear fan. Vampire of the waves. It shall be done. Sean Burr thế nào? Ừ, tưởng thế nào? Thường thôi. Thường thôi. Rumfels favors this one. Seen this one in my mirror. Tăng tốc độ di chuyển. Mấy con vua hùng đúng là bậc thầy của chiến tranh. The crew are restless. Mấy
bọn chuột này nó kiểm soát hết khu vực châu Phi à? Vãi nhỉ. Dry powder. Land folk are weak. Đánh nó cái đội giờ phán quyết này nè. Nhưng mà xong cái nhiệm vụ giờ phán quyết này thì đến cái nhiệm vụ gì nhỉ? Ghét ghê. Đất của nó à? Mày bắt chuột đi tí đập chết luôn. Mình vẫn bận bội, chẳng qua là mình phải chơi để làm cái nhiệm vụ ngay phán quyết thôi, chứ còn nếu không thì mình đã đi đánh chiếm khắp nơi rồi chứ không thủ ở nhà như này đâu. Mình thấy muốn chơi cái bọn này cứ đánh quân hồn ma cũng hay, bởi vì cái con mụ này nó búp cho tất cả các quân đoàn khá 10% sát thương vật lý rồi, là bản thân bọn hồn ma nó hình như nó được cộng 80 phát sát kháng sát thương vật lý, là tổng cộng như vậy là các cái đơn vị hồn ma của mình nó kháng 90% sát thương vật lý. Kháng 90% sát thương vật lý là một con số cực kỳ là khủng khiếp đấy. Rồi hầu như vậy thì hầu như là nó không thể đánh. Rồi. I need an audience. Cái mấy con hero của has my approval. Chuyển một thằng nào. Thằng này sang đây. Good understudy. Listen. Kill for me. Nào, trận phán quyết. Thằng hero level 20 thì cũng mình chắc phải mấy lượt nữa thì mới hồi sinh được. Có điều là nó sẽ không thể chết được thôi. Nếu nó lên level 20 rồi thì nó không thể chết được. Nó học vào cái skill bất tử rồi thì không thể chết. Nó chỉ mất lượt để hồi lại thôi. Trận này là trận phán quyết nào. Phán quyết mà tâm này chủ yếu bảo vệ thôi. Cua vỏ ốc hay cặn. Cua vỏ ốc thì nhà con cũng là sau bảo vệ này. Tắm nét luôn. Xin Bretonia. Không nhỏ đứng đây được à? Nếu như không thích chơi thằng Bretonia thì thay bằng cái thằng Hero bắn súng cũng được. Ở đấy nó sẽ búp đó rồi. Búp chính xác thôi, cổ pháo.
loát lên thì còn đủ bắn nhanh cho biết. Bọc bao cũng loát cũng rủ rồi nó bắn. Chưa chạy tới nơi đã nát bét luôn rồi. Phép cái gì mà con máu mình mất máu nhiều thế nhỉ? Mình mới mất máu nhiều thế nhỉ? Vào đây con. À đánh nhau nhỉ? Dùng phép công rồi. Thì mình thường thôi.
ra đây. Bọn mô hút tập trung vào đây, đánh ngay bằng đúng đây. Sát thập tướng nó bất tử à? Nó mất máu gì này? Ôi, chỉ có đội quân hồn ma này. Mày làm sao chống được? Nó bắt đầu rồi. Xa quá. Đi xuống nó thôi. Chẳng phá trước cuối cùng thì chắc chắn nó sẽ mạnh lắm. Bây giờ quân sắp chết rồi. Mọi người đang cua vỏ ốc khỏe. Ok. Đừng chết chứ. Kỷ thật, đến skill gì mà tiếp tục quân liên tục. Mình mất hậu kim bét của anh. Mặt tướng của nó lì thế nhở. Vampire Captain. Chết rồi. Thằng này đánh tử thủ đến cùng. Sợ thật hậu khi bắt mình bị nó đập cho ác quá. Trận này mấy con cua vỏ ốc lại đánh ác nhỉ. Trận này trận phán quyết cuối cùng có khác, đánh vất vết. Lo mỗi khẩu Queen Bat của mình thôi. Còn những cái khác thì cũng không sợ. Cua vỏ ốc của nó, quân cũng toàn ranh bạc chứ đùa đâu. Bọn y sĩ
17% máu. 17% máu. Rồi. The power of the seas can now unite as one and curse Wolfheart's harpoon with the strength needed to fell Amarnath. Rồi, bây giờ thì làm gì? Hoàn thành cả ba cái nhiệm vụ này rồi thì bây giờ làm cái gì nhỉ? Mission và conquest. Madam, I lost a dear friend. Cái thằng hero của mình đâu nhỉ? Hai lượt nữa hồi sinh. Bây giờ mình lên thành bố tướng rồi. Lên bố tướng rồi thì bây giờ công nghệ đâu rồi? Trời ơi. Đây, biết lần lượt từng thằng Herod một, xem nó có cái gì hay không. Vàng thải. Deep đi. Deep sea. Nhưng mà mình thích cái thằng đây. Này thằng Hunger này. Kìa đấy. At last, victory. Tăng răng G là phải chơi nhiều bọn bắn súng. Đánh nó sướng. Biết mất khẩu thần công của mình. Thì là không biết làm nào mua thêm con cua và ốc. À con pháo. Admiral of the fleet. Lại tụt xuống hạng 2. Nghiên cứu cái công nghệ này phát tụt xuống hạng 2 rồi. Nhưng mà mình học được cái này mắc phần đâu. Gunnery White. Siren of the storm. Thằng này đuổi gì dám xông vào bờ biển của mình. Rồi. Xong cái nhiệm vụ này rồi, bây giờ Lam tiến. À, thằng đang ép nó còn một cái thành ở đây. Thằng nào? Là cái đó. Đi đập mấy con chuột đó chứ nhỉ? Chạy nhanh gớm nhỉ? Bọn chuột lọ mọ lên đất của mình tiếp này. Nó kéo đông quân hết. Mày không được bàn. Được sau anh cho mày chết luôn. Mò đất của anh. Ảo tưởng sức mạnh. Cho thằng này về đấy đó, mình cho vào quân đoàn. I need an audience. Bây giờ, chúng ta có thể tuyển được một tướng huyền thoại rồi đúng không? Tuyển một tướng huyền thoại. Sao nào? Đây à? Phải.
đâu nhỉ? Đây à? Ờ à, đúng rồi. Ranger cộng 10 đây. Thiếu huyền thoại thì nó không có phần trung thành, nó mắc luôn. Cấp 8 luôn. Quên mất đi học cái này. Nhưng mà sau thì mình vẫn phải học thôi mà. I have arrived. Chuyển được quân gì đây? Pháo này thì con thua. Tuyển Queen Bat nữa. À, thôi rồi. Thằng này nó cũng có thể cho quân đi hành quân giống như thằng tướng kia rồi. Thế thì vỡ mồm thế mày rồi. Sao cái tỉnh này không mua được? Master. Sao lại phải mua ở Global nhỉ? Bản thân nó đã là một thằng ma cà rồng à, Deep Sea. This is for the best. Mùa lâu lắm. I'll sing and shatter their heads. Chắc cờ cứ gọi mấy thằng này lên. Không dễ ăn được anh đâu. Bây giờ bắt đầu nghiên cứu sang các anh nhanh khác này. Hồi máu cho zombie à? Vampire count. Roasting. Hồi cho mấy con cua vào ốc này. Kháng sát thương vật lý cho cua vỏ ốc. Úi dồi ôi. Thế thì làm sao mà chết được nữa. Trừ upkeep nữa này. Tiếp tục công nghệ trừ upkeep. Cái này upkeep thì làm cho tất cả các unit của quân đoàn Fusion. Hay quá. Kappa Ranger. Để đấy. Mình cần có tướng huyền thoại. Tuyển cái quân rồi uy đánh nhau tiếp. Ai ô, mình có thêm tướng huyền thoại rồi. Mà sao mua quân lâu thế nhỉ? Chứ giỏi thật đấy. Khả năng cao là mình cho nó đánh chiếm một thành, nó vừa viện công cấp, nó vừa à nó
cướp, cứ đứng cướp một thành nó lên cấp đã. Thì nó mới nhanh có được cuốn điện thoại này. Cuốn điện thoại nó mới nhanh à. Cuốn này lâu quá. Cái gì kia nó đang ăn cướp thức ăn của mình à? Đây rồi, mình sẽ đánh cái thành này sau đó cứ cướp để cho nó luyện cấp. Gọn dậy mấy thằng zombie là được. Phương Bắc này nó là lá chắn cho mình. Ồ, mấy cướp biển của Caribe này. À, ám sát mất thằng hero mình. À đây rồi, con mô hôn của mình đây rồi. All bombs on deck. Mô hôn level 2 cho vào con đoàn này. Join me. Behold. Nó 30 con chuột này mà làm láo với anh. Có khi không cần mua bọn này, gọi bọn này dậy. Vừa nhanh vừa tiện. Xây cái tường phòng thủ lên thật chắc. Không có quân phòng thủ là dễ bị chúng nó spam. Xài chúng mày. Mình bị tụt xuống hạng 2 à? Nhanh thôi. Hạng 1 là thằng nào nhưng mình hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi. Bây giờ mình không cần. Mình còn chuột này thích chết đúng không? Như vậy là các tướng huyền thoại nó có thể độc lập tác chiến, nó mua quân trên đường được. Chỉ có các cái tướng không phải là tướng huyền thoại thì mới cần phải mua quân ở thành thôi. Chạy re kèn. Necromancer. Mình phải chiếm thêm các thành thì mình mới tuyển thêm được con Mogul. Mogul mạnh, con Mogul chuyên khá sát thương vật lý. Nó anti infantry, chống bộ binh rất tuyệt. Đánh nhau với cái bọn khá sát thương vật lý. Con cua vỏ ốc trông thế nhưng mà giáp rất trâu, nhưng mà đánh vẫn bị mất máu bởi vì là nó không có khá sát thương vật lý nhiều như bọn hồn ma. Vấn đề nó là như vậy. Con này là con gì? Sợ.
thành của bọn chuột đấy. Ra đấy cướp bóc đi. Nó giả vờ thế thôi. Đánh luôn. What? Hồn ma đeo cái này vào nó khá rất tăng giáp lên vãi trưởng. Thế thì chết rồi, không sao được. Nó đã khá sát thương vật lý rồi, nó lại còn tăng vào giáp nữa thì mấy cái món đồ này nó tăng đồ, tăng giáp, tăng giết hay thế. Trận này mình không có thế để phòng thủ. Chẳng qua mình cứ phải cho quân phòng thủ bảo vệ khẩu pháo, bởi vì là chúng nó gọi mấy con chuột lên nó pem pháo mình thôi. Có tất cả 5-6 đội tướng huyền thoại, ui thế chia thành các cánh đi đánh nhau thì tiếp viện thì đằng sau à, vậy thì cho mày chết luôn. Đứng dưới sông à? Bãi đầm lầy này hình như là bị mất quân ấy. Đúng rồi. Cái trận phòng thủ của mình này thì rắn đét rồi mình. Lượng bảo vệ quá rồi. Quá ư này. Chắc chắn rồi. Sao mà nó tiến vào được? Vào đi. Bắn. Đúng rồi, mình đứng trước kia là đầm lầy thì mình sẽ bị mất quân. Chất chơi người rơi. Bốn con mô vui mà đẹp. Mình cần nhiều hơn. Cái đó. Nó thằng đứng bắn súng ở trên. Gọi lên đây à? Chạy luôn, gọi lên phát chạy luôn. Dòng nó thử gọi lại chạy. Cái con chuột trông thật phết. Vào đây. Úi dồi. Ok kìa, lại gọi tiếp lên nè. Rồi, nó chuẩn bị chui lên nè. Chui lên này. Bùa bảo có khử ngay. Mày gọi mấy con chuột cống lên đây á. Gọi anh. Gọi ma này.
máy về đây đây. À. Thửa luôn. Bọn này chạy luôn. Theo nó. Nó bỏ chạy à? Gọi lên bắt chạy luôn. Thế này hình như mình không nhầm, nó là một con tàu. Con tàu ma. Đây là trên con số 1 thì mình con tàu. Rãy bị vỡ. Đây là cái... Bây giờ gọi làm chuột lên hết. Quân không nhỉ? Ui dù. They have hidden forces. Ui dù. Tấn công thẳng tử sĩ này á. Mày bị ảo tưởng sức mạnh. Khả sát thương vật lý gần như tuyệt đối gần. Đây anh còn chưa thèm gọi mấy con hồn ma sát lướt. Chưa cần gọi kỵ sĩ Preto nha, khi nào truy sát vậy. Chúng mà bắn khẩu pháo. Rồi tiếp tục đi vào bên nữa này. Gì đây? Bộ xe của thằng chết à? Ai là? Đây 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 đây. Bọn này chỉ cần ăn cái lắc thôi đúng không? Khi tăng truy nó không chịu được việc gì. Ra đây. Đánh nhau thành vị trí kê tô nhà. Úi giời, cua bảo có ra nó ăn thịt chuột rồi. Úi giời. Cắp lấy một con ăn luôn này em ơi. Cắt cắt cắt. Hồn ma
Vâng, xử lý con này cho. Sao bọn thằng ma bị dính gì đấy? Phép trúng độc. Chắc chết rồi, nó hơi độc. Mày cũng mày. Ấy đúng rồi. Mày bị trúng độc. Mày có phép đấy ạ. À, có phép hút máu rồi. Trúng độc rồi. Trúng độc rồi. Xe này nguy hiểm quá. Đi học quân mình. Gọi vị sĩ Peritonia anh vào. Đây. Đây ạ. Hay là bị khổ phá để nó lá nhỉ? Mình chưa biết tại sao nhưng mà bọn ma hồn ma của mình chết nhiều nhất bình thường. Hồn ma nó đâu có sợ bọn chuột được đâu. Chắc khả năng khổ phá nó lại. Chưa hiểu hồn ma của mình nó bị thương vì cái gì ấy. Để xem, chú ý có thể là mình sẽ phải xem là nó bị thương vì cái gì. Ui trời, trận nào khổ pháo của mình nó lão chết mấy trăm thằng. Rồng rắn trận này cũng đánh nhiều phết. Kỵ sĩ Peritonia này. Bất tử mẹ. Chả thích chết thì. Mà nó à, bằng ngay từ đầu nó đã bất tử rồi mà. Ngay từ vào nó đã có cái sẵn cái skill bất tử rồi. Hình như chỉ có mỗi con mụ béo này mới có cái thằng hero này thôi. Chiếm cái tỉnh này cái lại là tha hồ à mình cướp đã cho cái thằng tướng phụ nó đi cướp chỗ này để nó luyện cấp, đồng thời đứng ở đấy để phòng thủ luôn. Sao còn cho con mụ béo này đi vòng xuống dưới chiếm ở bên dưới
Nô vui những chiến binh bất tử. Thêm một cái gậy nữa, gậy chắc cho thằng này đeo được. Gậy chỉ là pháp sư em dùng. Không có rồi. Quánh đây. Bretonia. Chắc phải tăng món này đam nó to lên tí nhỉ. Mười bốn rồi đấy. Ý bọn thần ma cũng mạnh hết rồi. 8.000 máu. Đến mùa mít cũng chết. All bombs on deck. Ship shape. Kiếm điện thoại. Get on with it. A good understudy. Cấp 7. Chưa lên được à? Mình bị tụt hạng à? Xuống hạng 2 rồi à? Bình thường thôi. Úi giời. Mày làm gì? Mày định làm gì? Mấy cái con chuột này. Rất nhiều cướp biển trên biển này. Yes, master. Mẹ tấn công gì cái thằng hero của mình? Deckhands, fall in. Tấn công gì thằng tướng hiện tại của mình nhỉ? I do not make mistakes. Let's go back. Không có quân gì mặt nhau. Cromfell's favors this one. Chỉ 10%.
Ut để action hành động ám sát à? Cộng thêm 80% target. Chả cần. Skill này nó ghê, rút máu. Yes, my pretty. Relentless march. This is hard. Lại lên công nghệ nữa. Nâng cấp vào cái gì bây giờ? Tăng kinh nghiệm cho binh lính quân đội. Welcome tide. Đánh này thì mình không phát triển thêm nữa, bởi vì mình không cần những quân kia. Giảm hấp kíp, hồi máu. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.